Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì Hùng đang ở trên số 249 đường Thạch Lang, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa từ nguyên. Đây là một ngôi chùa có lối kiến trúc khá đẹp, nằm ở trung tâm của quận Tân Phú. Mời các bạn và mình, chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và cùng chiêm bái ngôi chùa. Ngôi chùa tọa lạc tại 249 trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cổng tam quan được xây dựng theo lối kiến trúc chủng môn, gồm một cửa chính và hai cửa phụ ở hai bên. Nhờ có các đôi tay khéo léo của các nghệ nhân, mái được chạm trổ khá tinh xảo và độc đáo. Khi mình vừa bước chân vào khuôn viên của chùa, là một cảnh không gian rộng rãi, thoáng mát, yên bình bao trùm toàn bộ ngôi chùa. Cảm giác của sự yên bình, thanh tịnh, tử tâm khác hẳn cuộc sống xô bồ náo nhiệt ở ngoài kia. Giữa khuôn viên của ngôi chùa, trước điện thờ chính, nhà chùa có tôn thờ bức tượng Đức Mẹ Quan Âm vô cùng trang nghiêm. Với gương mặt hiền tử nhân hậu, nhắc nhở con người hướng tới điều thiện và sống từ bi hơn. Mỗi khi nhìn vào đấy gương mặt của người, mình như cảm thấy tâm hồn thanh thản và giải tỏa được nhiều phiền lo trong cuộc sống. Và bên tay trái của khuôn viên chùa là vườn cây, nó tượng trưng cho sự diệt trừ 108 điều phiền não của con người. Cây thường được trồng ở bên trái phía trước hoặc cạnh ao chùa, điều này như một nhắc nhở cho các kiếp tu, là biểu tượng tinh thần của nhà Phật, từ đó đem phúc tới cho các Phật tử. Trước mặt của các bạn, đây chính là Phật điện của ngôi chùa. Phật điện thì gồm có 2 tầng. Sở hữu với lối kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách cổ truyền với những nét tình tiết chạm trổ vô cùng tinh xảo. Khuôn viên xanh mát tuyệt đẹp. Ngôi chùa là một điểm tham quan hấp dẫn không thể bỏ qua đối với du khách và một niềm tự hào của người dân thành phố. Và phía trước lầu 1, đây là giảng đường. Trước giảng đường, nhà chùa có tôn thờ điện thờ Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc là vị Bồ Tát duy nhất được tất cả các tông phái Phật giáo từ Tiểu Thừa, Đại Thừa, Mật Tông ở Việt Nam tôn thờ. Ngài là tượng trưng của niềm vui, sự hoan hỷ, sự giàu có sung túc và từ bi hỷ xả. Công đức của Ngài là vô lượng. Khi các bạn bước chân vào bên trong giảng đường là điện thờ Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Và nếu như hình tượng Đức Mẹ Quan Âm thị kính là biểu tượng tượng trưng cho sự nhẫn nhịn, lòng từ bi, tình yêu thương trải khắp nhân gian, thì hình tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt ngoài nguyên nghĩa thì còn tượng trưng cho sự Phật Pháp, dùng thân lực của nhà Phật để cứu độ chúng sinh cho muôn loài. Trước mặt của các bạn, qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, nhà chùa đã vẽ lại toàn cảnh bức tranh Đức Phật Thích Ca dưới gốc cây Bồ Đề đang truyền đạo pháp cho 5 anh em kiểu Trần Như. Bây giờ thì mình xin mời quý vị và mình sẽ cùng nhau lên chánh điện chính của ngôi chùa để chiêm bái. Trước điện thờ chính của ngôi chùa có bốn chữ Pháp Luân Thường Chuyển. Và cũng như bao ngôi chùa khác thì trước điện thờ chính ở hai bên đó là hai vị hộ pháp khuyến thiện trừng ác. Thank you.
và điện thờ chính của nhà chùa. Nhà chùa đã tôn thờ Đức Phật Thích Ca cùng với hai vị Bồ Tát ở hai bên. Bên tay trái là Đức Mẹ Quan Thế Âm, bên tay phải là Bồ Tát Địa Tạng. Các tôn tượng được bố trí rất hài hòa và vô cùng đặc sắc. Điện thờ chính là một tòa vũ nguy nga và tráng lệ. Mặc dù nằm ở gần trung tâm của thành phố, nhưng khi đến đây, các bạn sẽ không khỏi bất ngờ vì phong cảnh nơi đây rất thanh tịnh, yên bình. Đến nơi đây, bạn sẽ không còn cảm nhận được sự mỏi mệt, hối hả nơi thành phố tấp nập. Chính không gian thanh tịnh nơi đây đã thu hút được nhiều tín đồ Phật giáo đến hành hương ngồi thiền. Vừa rồi thì mình cũng cùng các bạn chúng ta vừa tham quan ngôi chùa Từ Nguyên. Đây là một ngôi chùa với lối kiến trúc hiện đại, một ngôi chùa vô cùng thanh tịnh, tọa lạc giữa lòng Sài Thành. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn nhé.